phải là ngày 5 8 14 15 20 29 30 là có các vị trời đi tuần xem ở Nam Thiện Bồ Châu có ai tu tập không. À các vị đó theo như ở trong kinh thì các vị đó em, có xem vào ví dụ như là những cái lúc Um, là 14 30 14, 30 thôi à, 14 30 à, thì uh, các cái vị trời đó có xem à, uh, là loài người đó có tu tập hay không nhưng mà nó cũng có thể là nó trên lệch ví dụ như là uh, 15 mùng 1 cũng được um, tại vì quý vị biết á thời gian ở cõi trời đó Đấy, họ sống lâu hơn mình rất là nhiều. À, thành thử là cái cái thời gian của họ cũng không nhất thiết là phải đúng ngay cái ngày 14 ừ, thì có nó có thể nó lệch đi, có thể đến lệch đi là ngày 15 thì cũng có. Thì các vị đó đó nhìn xem loài người có ai tu tập hay không thì nếu có các vị đó hoan hỷ các vị đó hoan hỷ chung với những vị tu tập chứ không phải là các vị đó ban phước gián họa cái gì cho mình nha có nghĩa là không phải là hôm đó là mình tu á là những cái vị đó á, cho mình cục phước ừ, cho mình một cái túi phước à, là mình có mình xài thì không phải chuyện đó các vị đó nhìn thì các vị đó hoan hỉ thôi ừ. à, rồi nó giống như á quý vị tới cái ngày thì, à, xét à, tuyển đại học À, có kết quả thì quý vị ngó nhà hàng xóm mà quý vị thấy biết cái đứa bên nhà hàng xóm nó, nó trúng tuyển đại học á, thì mình mừng cho nó thôi bản thân cái việc mình mừng cho nó đó nó cũng chỉ là mình thôi cái mừng của mình thôi chứ còn mình không có cho nó được cái gì hết trơn á. mình không cho nó được cục phước gì hết trơn cái chuyện thi đại học là chuyện của nó cái chuyện nó đậu cũng là chuyện của nó nhưng mà mình thấy nó đậu quá, thì mình mừng à, thì hàng xóm láng giềng các vị trời cũng y chang như vậy ừ. à, còn những cái ngày mà chia nhỏ rồi ở giữa đó ví dụ như ngày năm ngày 8 rồi ngày 20 ngày 2, ngày 2, 20 à, thì đó là do à, ngày Xá Lợi Phất xét rằng à, một tháng mà chỉ có hai ngày thì à, nó có thể là nó hơi ít cho nên là dành cho những vị mà muốn hành thêm thì mình có thêm ngày đưa ngày đón à, tức là trước một ngày và sau một ngày à, cũng ví dụ như là ngày 14 thì thê trước một ngày là ngày 13 và sau một ngày là ngày 15 đấy à, 30 thì trước một ngày là 29 sau một ngày là mùng 1 rồi ở giữa thì thêm một ngày nữa đấy